Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Giàu để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai ha. Chào Giàu. Chào anh Tấn, chào cô chú anh chị tên Đào Quốc nha. Em có một lô mai phôi giả hữu đức về để phục vụ cho cô chú anh chị tên Đào Quốc nha. Địa chỉ của em ở phường 9, phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Còn về ship em là bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị nha. Rồi. Em vô mã số đầu tiên luôn là mã 118. Rồi, 118. Rồi, chiều cao. Chiều cao 76. Rồi, hoành luôn. Hoành 21. Rồi, xoay xoay luôn em. Rồi. Để đi cô chú ơi. Rồi, để em nói quý vị. Rồi, đặt bầu trên ha. Rồi, cho luôn nha em. Mã 118 em vô lô giá là 700. 700. Rồi, xuống cây. Rồi. 119. 119. Chiều cao luôn. Chiều cao 66. Rồi, hoành. Hoành 18 rưỡi. 18 rưỡi. Để rồi. Này cô chú ơi. Để luôn. Để cũng đặt bầu trên này ha. Rồi, vô luôn như đem. Mã 119 em vô lô giá 600. Rồi, xuống cây 600 ngàn. 120. Rồi, cao luôn. Chiều cao 65. Rồi, hoành luôn. Hoành 17 rưỡi. Rồi, xe xe. Để đây. Tay cần cũng đều ha. Để bít bầu luôn. Rồi, vô luôn như đem. Mã số 120 này có giá là 500. Rồi, giá yêu thương. Rồi, xuống cây luôn. 121. Rồi, cao luôn. Chiều cao 51. Rồi, hoành luôn. Hoành 14 rưỡi. Rồi, xe xe. Rồi, để luôn à, quý vị. Để đây, bít bầu luôn cô chú ơi. Rồi. Bít bầu này 2-3 năm nữa thì là không thể nào tưởng tượng luôn. Rồi, đặt kẹo đó luôn chứ gì. Rồi, cho luôn cho đẹp. Mã 121 này có giá 450. Rồi, xuống cây. 122. Rồi, cao luôn. Chiều cao 74. Rồi, hoành luôn. Hoành 16 hoành. Rồi, 16 hoành. Để luôn. Để cũng đều luôn. Để đây cô chú ơi. Rồi, giá luôn như em. 122 này có giá là 350. 350, rồi xuống cây. 123. Rồi, cao luôn. Chiều cao 65. Rồi, hoành. Hoành 13 rưỡi. Rồi, xe xe luôn. Để đây cô chú ơi. Độc lạ luôn. Để. Rồi, vô luôn nhiêu đây. Mã 123 này có giá là 350. 350, rồi, xuống cây. 124. Rồi, 124. Chiều cao luôn. Chiều cao 70. Rồi, hoành. Hoành, 15 hoành. Rồi, xe xe luôn. Để luôn. Để xe cũng mít bậu tân nè. 124 này có giá là 400 ngàn. Rồi, xuống cây 400 ngàn. Để xe bít bầu luôn, tay cành đều. 125. Rồi, 25. Tay cành cũng khóa xá luôn. Chiều cao 80. Rồi, hoành 14. 14 hoành. Để đi cô chú ơi. Bít bầu. Rồi, giá luôn nhiêu đem. Mã 125 này có giá là 450 ngàn. Rồi, xuống cây để bít bầu trần ha. Rồi, 126. Nhăn lắc luôn. Chiều cao 38. Hoành 14 rưỡi. Rồi, xe xe luôn. Để đây cô chú để ơi. Để luôn. 126 được có giá là 250. Rồi, xuống cây. 127 luôn. 127. Rồi, chiều cao. Chiều cao 66. Rồi, hoành luôn. Hoành 18 hoành. Rồi, xe xe luôn. 127 này có giá là 550 luôn cô chú ơi. Để cái gì? Để đây. Độc lạ rồi, luôn. Một cục luôn. Nó tự tựa như con cá, con ếch vậy nè, có hai chân cái mình. Rồi. Xuống cây. Còn gì nữa.
128 ha. 128. Rồi, cao luôn. Chiều cao 62. Rồi. Vành luôn. Vành 14. Rồi, để luôn. Để đi cậu chú ơi. Để cũng bít bầu luôn ha. Quá trời luôn rồi. Rồi, giá luôn nhiêu đen? 128 này có giá là 550. 550, rồi, xuống cây. 129 luôn. 129. Rồi, chiều cao. Chiều cao 61. Rồi, hoành luôn. Hoành 17 hoành. Để luôn. Để đây. Đó. Quá xa để luôn nè ha. Rồi, giao luôn nhiêu đen? Mã 129 này có giá là 450.000. Rồi, xuống cây. 130. Rồi, cao luôn. Chiều cao 86. Rồi, tay cành đẹp ha. Bạc kẹo trang luôn. Hoành 18 hoành. Tay cành đều luôn cô chú. Tay cành bạc kẹo luôn. Để. Để đây. Để con bít bậu trên nè. Rồi, giá 130 này có giá là 600. 600. Rồi, xuống cây luôn. 131. Rồi. Cao luôn. Chiều cao 76. Rồi, hoành. Hoành 16. Rồi. Để đây cô chú ơi. Để luôn. Để xe đều luôn ha. 131 này có giá là 1. Có lộn 550.000. 550.000. Rồi, xuống cây luôn. 132 luôn. 132. Rồi, đấy, chiều đều cao cô chú ơi. Chiều cao 77. Rồi, hoành. Hoành 17. Rồi, xây xây luôn. 17 hoành. Rồi, để luôn. Để đây. Để đều luôn ha. 132 này có giá là 450.000. Rồi, xuống cây. 133. 33, cao luôn. Chiều cao 73. Rồi, hoành luôn. Hoành 13 rưỡi. Rồi, xe xe luôn em. Để lại. Để nơm luôn cô chú. Rồi, để nè. 133 này có giá là 250. Rồi, 250. Rồi, xuống cây. 134 luôn ha. 134. Rồi. Cao luôn. Chiều cao 52. Rồi, hoành. Hoành 14 rưỡi. Rồi, để luôn nha quý vị. Để đi cô chú ơi. Để cổng to to con ha. Đó, hoành 14 rưỡi mà không để. 134 là có giá là 250. Rồi, xuống cây. 135. Rồi, cao luôn. Chiều cao 49. Rồi, hoành. Hoành 13 rưỡi. Rồi, để bít bầu luôn. Để đều luôn cô chú ơi. Nhỏ có vỏ nè. Rồi, cho luôn như em. Mã 135 này có giá là 250. 250.000. Rồi, xuống cây. 136 lên luôn. 136. Rồi, chiều cao. Chiều cao 72. Rồi. Hoành 12 rưỡi. Rồi, 12 rưỡi. Để đọc lạ luôn cô chú ơi. Để cái gì? Nghe, nghe đế ha. À, cũng viên cây ha. Mã 136 này cũng có giá là 250. 250.000. Rồi, xuống cây. 137 luôn ha. 137. Rồi, cao luôn. Chiều cao 45. Rồi. Hoành. Hoành 15 hoành. Rồi, xây xây luôn. Để luôn cô chú ơi. Để con đặt bầu ha. Rồi, mã 137 này có giá là 350.000. Rồi, 350.000. Rồi, xuống cây. 138 luôn ha. Rồi, chiều cao. Chiều cao 84. Rồi, hoành luôn. Hoành 13 hoành. Rồi, xe xe. Rồi, để luôn nha quý vị. Để đây cô chú ơi. Rồi, giá luôn nhiêu đây em? Mã 138 có giá là 400.000. 400. Rồi, xuống cây. 139. Rồi, cao luôn.
Chiều cao 58. Rồi. Vành 19 rưỡi. 19 rưỡi. Rồi xoay xoay luôn. Rồi để luôn quý vị. Điều bầu hết luôn. Đây cũng còn con bự cô chú. Đặt hết trơn đây ha. Đó, chia đều hết trơn nè. Cũng đế cũng đặt ha. 139 này có giá là 600.000. 600. Rồi, xuống cây. 140. Rồi, 140. Chiều cao luôn. Chiều cao 84. Rồi, vành. Tay cành đều. Vành 21 rưỡi. Tay cạnh cũng đều lắm nha cô chú. Rồi xuống đế luôn rồi quý vị. Để đây. Để cộng nào này to to ha. Rồi giao luôn như đem. Mã 140 này có giá là 700. 700. Rồi xuống cây. 141. Chiều cao. Cao luôn. 68. Rồi hoành. Hoành 15 rưỡi. Rồi xay xay luôn. Đây. Để nôm ha. Để nôm cũng bích hết trơn nè. Để đều luôn cô chú ơi. Mã 141 này có giá là 450.000. Rồi 450.000. Rồi xuống cây. 142. Cây cuối lép luôn cô cây chú cuối ơi lép. Rồi chiều cao. Chiều cao 63. Rồi hoành luôn. Hoành 17 hoành 17. Có số tay cành ha. Thế để đây xe đều nè. Đây này xe đẹp quá nè. Đó. Dịu cái gì khỏi cần sắp đế lại ha. Đế những điều như sắp 142 này em vô lưu giá là 450.000. Rồi. Đế đẹp luôn. Đây cũng là cây cố clip của bên em. Mong cô chú anh chị xem hết clip ủng hộ cho anh em để em có nhiều động lực kiếm nhiều cây đẹp và phục vụ cho cô chú anh chị ạ. Xin cảm ơn. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau.